Chà. Con này bự nè cả nhà. Ý, con cá gì vậy? Ông ơi, cá gì vậy? Trời. Đó này cả nhà. Ủa? Ủa? Chứa. Trời, con này bự à. Con này bự nè cả nhà. Cá gì vậy? Bự lắm. Cá của anh bự hơn cá em luôn rồi nha. Trời ơi, cá đẹp, cá ghê không? Cảm ơn, chào cả nhà mình nha. Thì tiếp tục tập 2. Hôm nay là Tám có hẹn với ông anh tên anh Quý, anh ở Quý, chào khán giả. anh Quý nhà ở Mỹ An cả nhà. Hai anh em cũng anh Quý cũng là cần thủ, cũng giống Tám gì đó, cũng mây câu xong rồi thả chứ cũng không có bắt. Cho nên là hai anh em là có thể nói là cùng đam mê mà cùng suy nghĩ, cho nên là đi đâu cũng hay hú hí nhau. Thấy cần thủ mà thấy rình mò. Tám rồi, sáng rồi Tám quýnh ở ngoài kia quá trời cá rồi, giờ là bắt đầu là Tám buổi chiều nay là Tám hai anh em rồi quýnh dài cái đoạn kênh này đây. Ông mơ khúc trong này ổn không anh? Lúc trước thì thấy mê lắm mà sao nói ghé làm hai lỗ này thấy không im. Không mới, im à? Mới thấy làm không im, muốn im mà từ từ chứ đâu lẹ dữ vậy. Cái lỗ này đâu ông vô ông làm thử đây được không, cái tôi thua rồi đó. Thua hả? Giải cám nó không lên luôn. Anh thua à, em bó tay luôn chứ. Rồi đầu video Tám chúc cả nhà mình một ngày an lành vui vẻ nha. Tám với anh Quý hai anh em mà hẹn nhau hổm rày rồi, mà do anh Quý anh cũng bận, Tám cũng bận, cho nên là cũng hôm nay là chính thức là hai anh em đi chiến bữa đỡ tay. Đấy, để Tám làm một số cái thủ tục. Giờ đã nắng quá nắng cả nhà ơi. Cái con kinh nó rất là đẹp, con kinh này nó ở đầu ngoài cá rất là nhiều, mà ở trong này nó hẹp á cả nhà. Hai bên đó là sậy nhiều lắm. Để Tám mà mấy con cá rô nó khoái ở trong mấy cái lùm sậy không cả nhà. Để Tám dọn nè. Tám mà chịu khó Tám dọn rồi Tám quay cả nhà mình xem ha. Đầu tiên. Dọn nãy giờ đổ một hơi hộp. Trời, còn mấy con vô lên ngon quá cả nhà ơi. Thì Tám dụ dụ nó cho cả nhà xem cho sướng con mắt ha. Đó, 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 đó. Cả nhà thấy nha, này nha. Nè. Cho cả nhà xem nè nha. Đó. Đó, đó, đó. Sướng không, sướng không, sướng không. Sướng cả nhà. Để Tám dụ dụ nó cho cả nhà xem cho sướng con mắt. Đó, lụm mà con này bụng nè. Chà, có con bự lắm cả nhà, con này bự nha, con này bự nha cả nhà, còn không, còn cả nhà, đứng gì vậy ta, còn cả nhà ơi, thó này cả nhà, ủa, sướng không, kiếm con cá dễ dàng cả nhà ơi. Nhanh còn lẹ luôn, cả u nu cũng nặng, không biết chắc là ăn cám của Tám quá. Qua đây anh Quý ơi, bên đây nè anh, qua đây đi, nó mà ăn là nó ăn rồi, không để lâu gì đâu. Quá đã cả nhà. Tiếp tục cả nhà, tại con còn xì tim bự lắm, không phải con đó đâu. Cái tim con kia là cỡ con đó không phải, chỉ cần mình nhìn cái tim là mình có thể đón được con cá cả nhà.
nè, anh quýnh lỗ này hoặc là lỗ lỗ trên á, lỗ trên nó cũng có lỗ cho anh ngay cái lùm sậy trên đó. Cái con hữu tử nè, đây con cá rô cũng bự lắm nè, nằm dưới này nè. Ông càng ngồi bên quế hai anh em này này quá trúng bầy cá quá trời là cái sao quá trời cái bầy cá này quá đã không cứ xuống mồi là có cá. Đây đó là cả nhà ơi, đã dàn thật luôn đã không. Đã ăn một bụng cám của Tám nè, từ từ nó ăn cái gì chứng kiến anh lấy chứng kiến heo mình á. Con đây con còn bự lộn lộn nãy giờ đang dụ cho nó táp mình không táp. Có này cả nhà ơi, cứ đợi là giờ cả kiếm cá dễ dàng hả anh Quý. Cái này mà câu, cái này mà câu mà bán chắc đâu có lỗ được. Con này làm như không biết nó ăn no hay có bầu để không biết rồi, để Tám thả lại cả nhà ơi. Bụng quá trời có bụng, xuống này đừng có ăn lại nha, ăn lại là khổ lắm á cả nhà. Lộn ngớp quá à, trời ngớp kìa. Đó đó nữa đó, cá nhỏ cả nhà ơi. Biết lắm mà thấy nó ăn là biết cá nhỏ rồi. Wow, wow, lộn ngốc quá trời ngốc rồi cả nhà ơi. Đó, con còn bự nha, con còn bự nha cả nhà, con còn bự nó xì tim. Đó 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 đó. Con nhỏ con bự vậy, bự thấy đâu rồi. Đó 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 đó. Đó, con này cũng được. Đó, con này bự nè, con này bự nè. Đó, 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 đó. Đó này cả nhà. Đó, đó, đó. Chị để xuống mồi. Mồi chạm nước là lụm thôi cả nhà ơi. Quá đã. Em lên nha anh Quý ơi, em lên con nữa rồi đó. Quá phê, cầu dày hỏi sao không ghiền, không ghiền. Quá trời quá đất cả nhà ơi. Rước rồi cả nhà.
con này bự nè. Trời ơi, trời ơi, trời bùng. Nó nhiều quá, cả nhà biết sao, nó đông quá, nó vô nó dành ăn, nó chưa kịp nuốt, nó lo chạy à. Nó đông á. Trời ơi, trời ơi, quá trời cả nhà ơi. Một nồi, đây tắm lum lum cho cả nhà xem. Quá trời luôn, 4-5 con nó dành. Bởi vì xuống nó đâu có nuốt. Nó đậm mà cả nhà ăn rồi đó. Con này bự nè, trời ơi. Trời, cái giấy. Nó bị cá cả nhà. Xuống là đang liền mà nó ăn rồi cả nhà. Đi xuống là nó rớt liền. Cá nhỏ. Ăn rồi cả nhà. Cá lớn cá nhỏ gì đây? Chà. Con này bự nè cả nhà. Ý, con cá gì vậy? Cá gì vậy? Trời ơi, cá gì vậy? Trời ơi, cá gì vậy? Có cái vụ này nữa trời. Mất lỗ mà coi sao có cái vụ này nữa. Mất lỗ mà có cái vụ này nữa cả nhà. Đựng nó cái dồn nữa nha. Cái gì nữa? Cái rồ quá ngon cả nhà. Chạy sẵn như này dọn kiếm một hai con to to nó nè cả nhà. Đi chạy điểm nữa cả nhà ơi, đi chạy vòng vòng kiếm mấy con Google. Mấy con Google này là phải đi kiếm chứ tao không có kiếm được cả nhà. Quá trời khủng luôn cả nhà ơi.
quá trời khủng luôn. Trời ơi, vừa thấy nó lên trứng ốp là ăn liền luôn cả nha. Trời nắng quá, quá trời con cá cả nhà. Tạm vừa thấy đi vô đang góp cái là lụm liền luôn cả nhà. Quay cái shot đẹp coi. Quá trời con cá. Cả nhà cho Thắm làm hình nền nó chút nha cả nhà. Ăn. Quá trời quá đất con cá. Vừa thấy nó vô nó góp làm liền luôn cả nhà. Giật cá cỡ này là mới ghê mới ghiền. Ăn đó hả? Chui nè. Anh thấy mình mấy em mồ hôi ướt mềm hết nè. Quá trời con cá rồi. Dạ. Chui vô trong mấy cái bụi cây nó cực quá trời cực. Quá trời khủng con cá cả nhà. Điểm quyền thoại. Con cá của anh đâu? Cho em coi con cá của anh coi. Bự không? Con cá của anh bự hơn cá em luôn rồi nha. Cậu con cá đẹp, cá ghê không? Thôi rộng luôn đi, anh rộng luôn đi. Tiếp tục thôi cả nhà ơi. Đừng mấy con hũ gồ vậy, giật kéo nó mới đã cả nhà. Mà khoái nhất cái nết ăn của nó. Đó, nổi nè. Đó, nó còn con này lớn lắm. Cá nhỏ, biết lắm mà. Đó, đó, chỗ hút. Chỗ hút. Mở dưa xuống. Bái thắp đi cả nhà thấy không? Rước đi. Có rước liền cả nhà. Gương mặn kỳ vậy, quá đã, bài táp liền luôn đây, ăn bụng cám, mà cá không có lớn cả nha, thấy cũng có vô á, nhưng mà cá nhỏ, không chưa thấy cá lớn, nó ăn rồi. Con cá này cũng bự à, cá này bự à, trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi, con hũ gôn nữa cả nhà, trời ơi, kìa nó lên nó thở trong kia kìa, bự ghê kìa, trời ơi, tắm không ngờ này, thấy mấy con cá nhỏ nó vô nó thở, trời ơi, đây tắm. Hàng là cá không có nhỏ đâu cả nhà. Đó, cá nhỏ hết. Còn hẳn vô hang là đâu có nhỏ ta.
nhét dữ rồi. Còn nè, trời ơi, cá nhỏ cả nhà. Thôi, đi. Có một con là cũng to lắm cả nhà. Cũng to lắm, nói chung cũng được. Mà nó ăn kỳ quá. Đó, nó cứ đằng cái lỗ đằng kia, nó cứ lộn đằng kia riết. Chà, chà. Úc nữa nè. Giỡn mặt với anh hả mày? Cá cũng nhỏ. Lộn quá trời cả nhà ơi. Mấy con cá ru đồng nè. Nó lôi trôi quá. Chưa đụng con nào to hết. Con cũng khủng ha. Chà, con này cũng trọng ạ. Con này cũng trọng ạ. Biết lắm ạ. Mạo hiểm nó luôn cả nhà. Nói thiệt cả nhà ơi. Trời ơi, chưa kịp nói. Không có lớn. Đó, 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 từ, nhiều lắm, đó, quá trời đó, thấy không? Ở xuống lộn nè. Trời ơi, đây cũng lộn quá trời này. Thôi để em quýnh bên này. Móc đi sao đâu, cá này dễ gì xả mồi cái lòng vô lại à. Nó gỡ luôn hả? Quá trời luôn. Quá trời nó lên á. Đó, 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 đó. Ồ, con bự ra. Con mình đâu hoa. Dạ, dạ, dạ nè anh. Nè anh, nè anh, nè. Nói nè anh ơi. Nhỏ. Ừ. Đang gì, rịnh gì anh? Trời ơi, con bự quá anh ơi, con bự quá. Quy một quầy đó luôn anh. Đó, đó, rút chưa, rút chưa. Ủa, chạy nữa hả? Trời ơi, cây giấy. Đây cũng là chiều mà làm nước cạn quá rồi cả nhà. Phần là Tám cũng hết mồi. Thôi là Tám khoe cá đi cả nhà. Tám xin kết thúc clip ngày hôm nay nha. Nay thì Tám đi sáng giờ là Tám chia ra làm hai phần nha. Phần buổi sáng, phần buổi chiều. Cá thì quá trời. Tấm thả muốn thả, nói chung là thả rất là nhiều rồi. Còn là một mấy con ngon ngon là Tấm đem về cho bà con ăn. Lâu quá cũng chưa đem về cho bà con ăn cả nha. Cá ở chỗ này cá nó mập lắm. Quá trời nặng rồi cả nhà ơi. Này đúng cầu, này đúng đã tài cả nhà. Lâu lắm rồi, mới nay mới thật sự là có cảm giác. Lẩu đây còn ngon quá trời, đi đâu nhìn đâu cũng thấy cá hết trơn cả nhà. Quá trời. Cá quá trời cá luôn. Này cá ngon ngon không cả nhà. Sáng nay tấm tả nhiều lắm rồi nha. Cá mập mập không. Thấy cá mập không thấy không? Ngon lắm. Đó. Nay câu thì nó hơi mệt. Nắng này nắng quá trời nắng luôn cả nhà. Mà được con cái là bù lại con cái là nay Tấm trúng mà. Trúng cái bầy cá quá trời bầy cá. Rồi, Tấm cảm ơn cả nhà mình xem video Tấm nha.